áp viên sách, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay áp viên sách. Xin chào tất cả các em. Tiếp tục quay trở lại với bài giảng của thầy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung thứ hai của bài trong chương số 3, đó chính là dãy số này, cấp số cộng và cấp số nhân. Thì trước đó ở bài 1 chúng ta đã tìm hiểu một phương pháp để chứng minh, đó chính là phương pháp quy nạp toán học, đúng không nào? Đây là một phương pháp rất là hữu ích để các em có thể chứng minh dựa vào một vài các giá trị cụ thể mà chúng ta có thể tổng quát lên thành một giá trị tổng quát nhé. À, thế còn ở bài số 2, dãy số, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những nội dung như thế nào. Dãy số thì trước hết các em phải hiểu về khái niệm dãy số là gì đã. Trên đây thì có một vài hình ảnh về dãy số. À, ví dụ như 1, 2, 3, 4 này, hay 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, hay 1, 3, 5, 7, 9, 11, v.v. và 2, 4, 6, 8, 10, v.v. Thì các em thấy rằng là các dãy số ở đây thầy cho, ví dụ như dãy số đầu tiên, à, nó, các số ở trong dãy số này đều có một tính chất chung với nhau, đó chính là, à, các số hơn kém nhau một đơn vị, số liền sau hơn số liền trước một đơn vị, được không nào? Hay ví dụ như dãy số ở ví dụ thứ 3, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là dãy số của chúng ta toàn là các số lẻ, được chưa nào? 1, 3, 5, 7, 9, 11 và số liền sau hơn số liền trước 2 đơn vị, được không nào? À, vậy thì chúng ta cùng phân tích từ các ví dụ này để có được định nghĩa một cách tổng quát của dãy số là gì nhé. Ở đây chúng ta cùng nhìn lên ví dụ của thầy, đó chính là 2, 4, 6, 8 và 10. Mỗi một số ở trong cái dãy này nó sẽ có như sau: 2 thì bằng 2 x 1, 4 thì bằng 2 x 2, 6 thì bằng 2 x 3 và 8 thì bằng 2 x 4. Cứ vân vân như vậy thì chúng ta viết ra tất cả các số hạng của dãy này. À, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một nhận xét, đó chính là nếu như ở số hạng thứ n, thầy sẽ ký hiệu là UN nhé. À, thì nó sẽ có dạng là 2 nhân với n, được không nào? Và bây giờ dựa vào chỉ có duy nhất cái số hạng này thôi, chúng ta có thể xác định được số hạng số bao nhiêu trong cái dãy này. Ví dụ, số hạng thứ 1 thì n của chúng ta là bằng 1, đúng không nào? U1 sẽ bằng 2 nhân với 1, chính là 2. Thế còn số hạng thứ 2 với n bằng 2 thì U2 sẽ bằng 2 nhân với 2. À, các em thấy rằng nó giống như khái niệm gì mà chúng ta đã học nhỉ? Cứ với mỗi một giá trị của n thì chúng ta chỉ thu được duy nhất một giá trị của UN. À, vậy thì nó giống hệt như khái niệm về hàm số, đúng không nào? Nhưng các em thấy khác là gì nhỉ? À, dãy số của chúng ta thì viết tất cả các giá trị của UN ra và xếp nó thành một hàng từ trái sang phải. Các em thấy này, 2 này có phải là U1 không? 4 là U2, 6 là U3, 8 là U4, 10 là U5, cứ vân vân như vậy. Người ta xếp theo thứ tự từ trái sang phải. Khi đó chúng ta được một dãy như thế này, được gọi là một dãy số. Định nghĩa cụ thể của chúng ta như sau. Một lớn, định nghĩa của dãy số này. À, các em cùng đọc nhé. Mỗi một hàm số U xác định trên một tập số nguyên dương n sao được gọi là một dãy số vô hạn, hay chúng ta sẽ gọi đơn giản nó là một dãy số thôi. Được chưa nào? Chúng ta sẽ ký hiệu như thế này nhé. Đó chính là U đi từ tập số tự nhiên vào tập số thực. Với mỗi một giá trị của N, chúng ta thu được duy nhất một giá trị của UN. Được chưa nào? À, nhưng các em thấy rằng là thường thì chúng ta không viết ở dạng này đâu, mà chúng ta sẽ hay viết dãy số ở dạng là như thầy vừa trình bày. Chúng ta sẽ sắp xếp từ trái sang phải. Viết này, U1, U2, U3, v.v.v, UN, rồi tiếp tục kể tiếp đó, sau đó. Được chưa nào? À, thì với mỗi một số hạng như thế này thì chúng ta sẽ có là số hạng thứ mấy và số hạng thứ mấy, đúng không nào? Ví dụ như U1 chúng ta sẽ gọi đây là số hạng thứ nhất, U2 là số hạng thứ hai, còn ở đây nó có một cái giá trị là UN, đúng không nào?
thì chúng ta sẽ gọi đây là số hạng tổng quát. Và nếu như có được cái số hạng tổng quát này thì chúng ta có thể xác định được bất cứ số hạng thứ bao nhiêu trong trong dãy số đó nhé. À, vậy thì thông qua định nghĩa vừa rồi các em có thể hiểu về khái niệm dãy số vô hạn là gì đúng không nào? Thì ở đây thì có một vài ví dụ phân tích lại hai ví dụ đầu tiên nhé. Đó chính là dãy số tự nhiên lẻ 1, 3, 5, 7 v.v. Thì đây là một dãy số vô hạn đúng không nào? Với số hạng đầu tiên là U1 bằng 1 và số hạng tổng quát của một dãy số tự nhiên lẻ đó chính là 2N trừ đi 1. Không tin các em có thể thay bất cứ giá trị N nào vào đây, chúng ta đều thu được một số tự nhiên lẻ. Hay một ví dụ khác như là dãy các số chính phương như là 1, 4, 9, 6, 25 v.v. ở đằng sau nữa. À, thì các em thấy rằng là gì? Số hạng đầu tiên, người ta sẽ viết đầu tiên đúng không nào? Đó chính là bằng U1 bằng 1. Còn số hạng tổng quát thì chúng ta phải dựa vào đặc điểm chung của các số hạng này, chúng ta mới có thể đưa ra kết luận về số hạng tổng quát. Thì các em thấy rằng 1, 4, cái số hạng thứ hai này, à, thì nó là 2 bình. Số hạng thứ 3 thì là 3 bình, số hạng thứ 4 thì là 4 bình. À, vậy thì số hạng tổng quát của dãy số chính phương chính là UN bằng N ngũ 2. Các em thấy rằng là đó vừa rồi là định nghĩa hay khái niệm về dãy số vô hạn đúng không nào? Vậy thì theo các em, như thế nào được gọi là dãy số hữu hạn? Vô hạn tức là gì? Nó có vô số các số hạng ở trong dãy số đó. Vậy thì đơn giản, dãy số hữu hạn là một dãy số mà bên trong đó chỉ có hữu hạn các số hạng thôi. Định nghĩa của chúng ta này, mỗi một hàm số U xác định trên một tập M, 1, 2, 3, 4, v.v. đến M nhé, thì các em thấy rằng tập hợp M này là một tập hợp hữu hạn đúng không nào? Còn trước đó, định nghĩa của dãy số vô hạn là gì nhỉ? À, mỗi một hàm số U xác định trên một tập số N sao là một tập vô hạn đúng không nào? Do đó chúng ta gọi nó là dãy số vô hạn. Còn ở đây, khi hàm số U xác định trên một tập hữu hạn thì chúng ta sẽ gọi đây là dãy số hữu hạn. Và chúng ta cũng sẽ viết giống như dãy số vô hạn, viết theo thứ tự từ trái sang phải, được chưa nào? Nhưng vì dãy số này chỉ có hữu hạn thôi, vậy nên chúng ta sẽ viết một vài các số hạng đầu tiên, sau đó các bạn sẽ viết một vài các số hạng cuối cùng giúp thầy nhé. Ở đây, với U1 vẫn là số hạng thứ nhất, còn UM lúc này chúng ta sẽ gọi là số hạng cuối cùng. Dãy số vô hạn không hề có số hạng cuối cùng là bởi vì nó có vô số các số hạng, vậy nên chúng ta không thể biết đâu là số hạng cuối cùng đúng không nào? À, nhưng dãy số hữu hạn thì nó chỉ có hữu hạn các số hạng thôi, do đó sẽ có số hạng nào là số hạng cuối cùng đúng không nào? Một vài các ví dụ về các dãy số hữu hạn nhé. À, về thực chất nó giống hệt như dãy số vô hạn thôi, chẳng qua là chúng ta sẽ ngắt ở một chỗ nào đó thì chúng ta sẽ thu được là một dãy số hữu hạn. Ví dụ như -5, -2, 1, 4, 7, 10 và 13 thì đây là một dãy số hữu hạn. À, với số hạng đầu tiên là -5, còn số hạng cuối cùng là 13 thì ở đây thể viết là U7 là số hạng cuối cùng, đúng không nào? Bên dưới cũng là một dãy số hữu hạn. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 và 1/32. Với số hạng đầu tiên là 1/2 và số hạng cuối cùng U5 là 1/32. Các em thấy rằng là đối với một dãy số hữu hạn hay một dãy số vô hạn thì để mô tả nó thì người ta nếu như chỉ liệt kê từ trái sang phải thôi thì sẽ không biết đến bao giờ mới kết thúc đúng không nào? À, đó là lý do vì sao mà bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Đó chính là các cách để có thể cho một dãy số và nhìn vào đó chúng ta có thể xác định được các số hạng ở trong dãy số đó nhé. Thì ở đây thầy có giới thiệu 3 cách. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định một dãy số bằng cách là dựa vào công thức tổng quát. À, thì giống như các ví dụ trước đó, nếu như nhìn vào công thức tổng quát, thay từng giá trị của N vào công thức tổng quát, chúng ta sẽ thu được tất cả các số hạng của dãy số đó, đúng không nào? Hay một cách khác đó chính là sử dụng phương pháp mô tả một dãy số đó. Lát nữa thầy sẽ trình bày xem phương pháp mô tả này là như thế nào nhé. Và cuối cùng đó chính là
cho một dãy số bằng phương pháp truy hồi. Thì trước hết chúng ta cùng xem đối với cho dãy số bằng công thức tổng quát chúng ta sẽ có như thế nào nhé. Cách đầu tiên, dãy số được cho bằng công thức của số hạng tổng quát. Thì các em thấy rằng là như phần thầy trình bày trước đó, đối với mỗi một giá trị của n thay vào công thức của số hạng tổng quát thì chúng ta sẽ thu được bất cứ một số hạng thứ bao nhiêu ở trong dãy số, đúng không nào? Ví dụ như sau, cho dãy số UN với UN thỏa mãn một điều như thế này. Thì kéo có phải các em sẽ thấy rằng là ứng với mỗi một giá trị của N, chúng ta sẽ thu được duy nhất một giá trị của UN, đúng không nào? Ví dụ như với N bằng 1, chúng ta sẽ có U1 sẽ bằng trừ 1 mũ 1. Các em thấy rằng với N bằng 1 nhé, thì thấy bất cứ chỗ nào có N thay hết cho thầy bằng 1 là được. Trừ 1 mũ 1 này, nhân với 3 mũ 1 và chia cho 1. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả ở đây là bằng trừ 3. À, vậy thì dựa vào số hạng tổng quát này, thầy có thể xác định được số hạng đầu tiên của dãy số, đó chính là bằng trừ 3. Hoặc ví dụ như thầy sẽ tính N bằng 2005. Thì có phải là dựa vào số công thức của số hạng tổng quát chúng ta có thể tính được số hạng thứ 2005, đúng không nào? À, U 2005 của chúng ta sẽ bằng trừ 1 này, mũ N, đúng không nào? Lúc này thầy sẽ viết là 2005 nhân với 3 mũ 2005 và chia cho N, tức là 2005. Và nếu như rút gọn kết quả này đi thì chúng ta chỉ cần rút gọn cái trừ 1 này cho thầy thôi. Còn 3 mũ 2005 thì là một số khá là lớn, vậy nên chúng ta cứ để nguyên như vậy. Vậy thì U 2005 hay số hạng thứ 2005 của dãy số UN thỏa mãn theo đề bài đó chính là 3 mũ 2005 chia 2005. Được chưa nào? À, vậy thì các em thấy rằng là đối với nội dung của phần dãy số được cho bởi công thức của số hạng tổng quát thì chúng ta khá là dễ dàng để có thể tìm được số hạng nào đó ở trong dãy số, được không nào? Các em thấy rằng là các bài tập liên quan đến nội dung của dãy số với được cho bằng công thức của số hạng tổng quát thì thường là cho công thức của số hạng tổng quát này và yêu cầu các em xác định các số hạng ở trong dãy số đó. Ví dụ số 4 của thầy, viết 5 số hạng đầu tiên của dãy số có số hạng tổng quát UN được cho bởi công thức như thế này. Với IA và IB, thì trước hết chúng ta cùng làm được với IA nhé. À, vậy thì các em thấy rằng IA này thì giống hoàn toàn với ví dụ trước đó, đúng không nào? Để tính được 5 số hạng đầu tiên thì chúng ta sẽ tính U1, U2, U3, U4 và U5 tương ứng với việc là N bằng 1 đến 5, đúng không nào? Với N bằng 1 thì chúng ta sẽ có được số hạng đầu tiên chính là U1. Chỗ nào có N thay hết cho thầy bằng 1, chúng ta sẽ có ở đây là 2 mũ 1 trừ đi 1 chia cho 2 mũ 1 cộng với 1 và được kết quả là bằng 1 phần 3. 2 trừ 1 là 1, chia cho 2 cộng 1 là 3. Tương tự như vậy thì các em có thể tính được U2 với N bằng 2 chính bằng 2 mũ 2 trừ đi 1 chia cho 2 mũ 2 cộng 1. 4 mà trừ đi 1 thì là 3, đúng không nào? Còn 4 cộng 1 thì chúng ta được kết quả là bằng 5. À, cứ tương tự như vậy, với N bằng 3, 4 và 5 thì các em hãy viết cho thầy cả 5 số hạng của dãy số được cho bởi công thức tổng quát ở ý A nhé. Thế còn đối với ý B, các em cùng xem này. Ý B ở đây hoàn toàn không phải là cho bởi dạng công thức tổng quát, đúng không nào? Mà là một câu nói. Các em thấy rằng là câu này mô tả gì? Dãy các số tự nhiên chia cho 3 mà dư 1. À, vậy thì dựa vào câu nói này các em có thể xác định được số hạng tổng quát của dãy số, đúng không nào? Đó chính là ý B nhá. Chúng ta cùng phân tích một chút trước này. Những số như thế nào là những số chia cho 3 mà dư 1 nhỉ? À, ví dụ như 4 này hay là 7 đều là các số chia cho 3 dư 1, đúng không nào? À, vậy chúng ta cùng xem chia cho 3
Ví dụ những số chia hết cho 3 nhé, sẽ có dạng là 3K. Với K là các số nguyên, thì những số như là 3K sẽ chia hết cho 3, được không nào? Các em thấy này, lấy 3K mà chia cho 3 thì chúng ta được kết quả là bằng K. Vì K là số nguyên, do đó 3K chia hết cho 3, được không nào? Nhưng ở đây nó lại nói là gì? Là dư 1. À, vậy nên ở đây thầy sẽ viết là 3K cộng với 1. Thì lúc này chắc chắn nếu như lấy số này mà chia cho 3 thì sẽ dư 1, được không nào? Vậy nên dựa vào đề bài, theo đề bài, UN của chúng ta sẽ có dạng là bằng 3 nhân với N cộng với 1. Và với N của chúng ta vẫn là các số tự nhiên thuộc vào N sao, thì ở đây chúng ta không cần phải viết nữa nhé. À, như phần phân tích thì viết là K, nhưng trong dãy số của chúng ta thì vì viết là UN bằng 3 nhân với N cộng 1 nhé. Được chưa nào? Khi này chúng ta đã có được công thức của số hạng tổng quát rồi, thì chúng ta cũng tiếp tục thay với N bằng 1 này, N bằng 2, N bằng 3, N bằng 4 và N bằng 5 vào công thức tổng quát này, công thức của số hạng tổng quát này. Thế còn đối với ý B ở trong bài này, các em thấy rằng là ở ý B không hề cho công thức của số hạng tổng quát, mà nó sử dụng một câu để mô tả các số hạng ở trong dãy số đó. Người ta mô tả là gì? Dãy các số tự nhiên chia hết, thầy xin lỗi, chia cho 3 dư 1. À, vậy thì phải dựa vào câu nói này, chúng ta phải xác định được công thức tổng quát của dãy số đó, sau đó chúng ta mới tìm được 5 số hạng đầu tiên của dãy, được không nào? Nào bây giờ hãy cùng thầy dựa vào cái phần mô tả của người ta, chúng ta hãy xác định công thức tổng quát nhé. Đối với IB này, dãy các số tự nhiên chia hết, chia cho 3 dư 1 sẽ có dạng như thế nào nhỉ? À, những số có dạng là 3N là những số chia hết cho 3. Với N là các số tự nhiên thuộc vào N sao nhé. À, nhưng ở đây yêu cầu là dư 1, đúng không nào? Vậy thì thầy chỉ cần cộng thêm với 1 vào đây, thì chắc chắn con số này sẽ chia cho 3 và luôn luôn dư 1 ra. Tương tự như vậy, như các số tự nhiên chia cho 3 mà dư 2 thì chúng ta sẽ biết là 3N cộng 2. À, vậy thì theo đề bài, chúng ta sẽ có UN có dạng là 3N cộng với 1. Vậy thì lúc này chúng ta đã có được công thức tổng quát của dãy số rồi, đúng không nào? Công thức của số hạng tổng quát. Vậy thì dựa vào đây, chúng ta cùng tính này. Với N bằng 1, chúng ta sẽ có U1 bằng gì nhỉ? 3 nhân 1 cộng 1, đó chính là bằng 4. Với N bằng 2, chúng ta sẽ xem số hạng thứ 2 là bằng 3 nhân 2 cộng với 1 là 7, đúng không nào? Cứ tương tự như vậy với N bằng 3, 4 và 5, thì các em hãy viết tiếp 3 số hạng trong phần 5 số hạng đầu tiên của dãy số nhé. Các em thấy rằng ở ý B, như thầy vừa nói, đây chính là một câu để mô tả ra được công thức của số hạng tổng quát, đúng không nào? À, vậy thì nội dung thứ hai về cách cho một dãy số bằng phương pháp mô tả sẽ giống như ý B ở đây. Và dựa vào câu mô tả đó, chúng ta vẫn có thể xác định được các số hạng của một dãy số. Cách thứ hai để có thể cho một dãy số đó chính là dãy số được cho bằng phương pháp mô tả, giống như ý B của ví dụ vừa rồi. Thì ở đây thì có thêm một ví dụ nữa nhé. Đó chính là số pi là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn như các em đã biết, và nó bằng 3,141592, vân 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 ở đây. Được chưa nào? Thì ở đây đề bài nói rằng là nếu như lập dãy số UN với UN là giá trị gần đúng tối thiểu của pi với sai số tuyệt đối là 10 mũ trừ n. Tức là gì? Với n mà bằng 1 nhé, thì U1 sẽ là giá trị gần đúng tối thiểu của pi với sai số tuyệt đối là 10 mũ trừ 1. À, các em thấy rằng 10 mũ trừ 1 thì U1
sẽ có dạng là bằng gì nhỉ? À, tức là cái số pi này với sai số là 10 mũ, sai số tuyệt đối là 10 mũ trừ 1 đúng không nào? Vậy thì U1 của chúng ta sẽ là 3,1. Các em cùng nhìn về bảng ở thầy trình bày này. Giá trị n bằng 1 và tương ứng với theo mô tả là chính là sai số tuyệt đối của U1 sẽ là 10 mũ trừ 1. Do đó U1 của chúng ta sẽ là 3,1. U2 sai số tuyệt đối là 10 mũ trừ 2 thì số pi của chúng ta này 3,14 vân vân này. Với sai số tuyệt đối là 10 mũ trừ 2 thì U2 sẽ là 3,14. Thế chứ nào? Chúng ta chỉ lấy hai số sau số phẩy thôi. Cứ tương tự như vậy, với 10 mũ trừ 3 thì chúng ta sẽ lấy 3 số sau số phẩy. 10 mũ trừ 4 chúng ta sẽ lấy 4 số sau số phẩy. Và 10 mũ trừ 5 thì chúng ta sẽ lấy mấy số nhỉ? 5 số sau số phẩy, đúng không nào? Cứ tương tự như vậy, chúng ta sẽ được một dãy số như ở đề bài mô tả. Thì cách số 2 này không hẳn là một cách thông dụng và chúng ta sẽ thường sử dụng cách số 1, đó chính là dãy số được cho bởi công thức của số hạng tổng quát và phương pháp thứ 3, đó chính là dãy số được cho bởi phương pháp công thức truy hồi. Cách thứ 3 để cho một dãy số đó chính là dãy số được cho bằng phương pháp truy hồi. Thì các em cùng nhìn này, ở đây thì có một ví dụ mà đầu tiên thầy đã chiếu. Dãy số gồm các số hạng 1, 1, 2, 3, 5, 8 và 13. Thì dãy số này người ta gọi nó là dãy số Fibonacci. Các em cùng xem dãy số này có đặc điểm gì nhé. Với hai số là 1 và 1 đầu tiên, thì từ số hạng thứ 3 trở đi, các em sẽ thấy này. Số 2 thì bằng 1 cộng với 1. Số 3 thì bằng 1 cộng với 2. Số 5 thì bằng 2 cộng với 3. Số 8 thì bằng 3 cộng với 5. Số 13 thì bằng 5 cộng với 8. À, vậy thì như thầy vừa nói, đó chính là các một số hạng bất kỳ từ số hạng thứ 3 trở đi thì bằng tổng của hai số hạng đứng ngay trước đó, đúng không nào? Vậy thì dự đoán cho thầy số hạng đứng sau của số 13 sẽ là gì nhỉ? Số hạng này sẽ bằng tổng của hai số hạng trước đó, tức là 8 cộng với 13, thì số hạng sau của 13 sẽ là 21, đúng không nào? À, vậy thì với các dãy số mà số một số hạng phụ thuộc vào các số hạng còn lại thì chúng ta sẽ gọi đây là dãy số được cho bởi phương pháp truy hồi. Dãy số này chúng ta sẽ viết lại như sau. Em cùng nhìn nhé. Ví dụ số 6, đây được gọi là dãy Fibonacci. Đấy chưa nào? Và dãy này thỏa mãn như sau. U1 và U2 đều bằng 1. Từ số hạng thứ 3 trở đi, từ số hạng thứ 3 trở đi này, với n lớn hơn hoặc bằng 3 nhé, thì nó sẽ bằng tổng của hai số hạng đứng trước đó. Ví dụ với n bằng 3 nhé, U3 sẽ bằng U2 cộng với U1 thì là tổng của hai số hạng trước đó chưa nào. U4 sẽ bằng U3 cộng U2, U5 thì sẽ bằng U4 cộng U3, vân 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 vân. Như vậy thì các em thấy rằng là dãy số được cho bởi phương pháp truy hồi này thì nó có một cái đặc điểm, đó chính là để biết được một số hạng thứ bao nhiêu thì chúng ta cần phải biết được các số hạng trước đó. Được chưa nào? Để các em có thể hiểu thêm về dãy số được cho bởi phương pháp truy hồi thì ở đây thì có một ví dụ này. Ví dụ số 7 của bài, cho dãy số UN biết rằng U1 bằng trừ 1 và UN cộng 1 bằng UN cộng với 3 với N lớn hơn hoặc bằng 1. Thì các em thấy rằng đối với các bài toán với đề bài cho dãy số bằng phương pháp truy hồi thì thường là có đặc điểm là gì nhỉ? Nó sẽ cho một vài các giá trị đầu tiên của dãy số đó, sau đó sẽ là cho một công thức với số hạng liền sau bằng số hạng liền ngay trước đó cộng thêm với 3 như ở bài này. Thì các em thấy rằng là nếu như viết theo thứ tự từ trái sang phải nhé, thì có phải là UN sau đó đến UN cộng 1 không nào? Sau đến UN cộng 1 sẽ là UN cộng 2, vân 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 vân. Thì có phải là số hạng liền sau bằng số hạng liền trước cộng với 3 như là ví dụ số 7 này. À, thì vậy thì dựa vào đó chúng ta cùng thực hiện yêu cầu, đó chính là viết 5 số hạng đầu tiên của dãy số. Yeah. Chúng ta cùng xem nhé. 5 số hạng đầu tiên đúng không nào? Thì U1
với n bằng 1 chúng ta đã có u1 rồi, bằng trừ 1 này. Thế còn với n bằng 2 thì sao? Chúng ta cùng xem u2 thì sẽ bằng. Theo như cái phần nội dung này, số hạng liền sau sẽ bằng số hạng ngay trước đó cộng với 3. Thì u2 sẽ bằng u1 cộng với 3 được không nào? Tức là trừ 1 cộng với 3. Và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 2. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ có này, với n mà bằng 3 thì u3 sẽ bằng số hạng ngay trước đó tính là bằng u2 cộng với 3. Và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 5. Tiếp tục này, với n bằng 4 thì u4 của chúng ta sẽ bằng u3 cộng với 3. Chúng ta được kết quả là bằng 8. 5 cộng 3 thì bằng 8. Và với n mà bằng 5 thì số hạng thứ 5, u5 sẽ bằng u4 cộng với 3. Và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 11. À thì các em thấy rằng là ở đây thầy đã viết được 5 số hạng đầu tiên của dãy số cho bởi phương pháp truy hồi, đúng không nào? À thì đây là 5 số hạng đầu tiên. Thế còn đối với IB thì sao? Người ta nói là chứng minh bằng phương pháp quy nạp UN bằng 3N trừ đi 4. À, vậy thì đây là một nội dung liên quan đến bài số 1, chính là phương pháp quy nạp, đúng không nào? Có bạn nào quên mất cách để chứng minh một phương pháp quy nạp thì trước hết hãy mở lại bài giảng trước của thầy để xem lại đã nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với ý B, đó chính là chứng minh số hạng tổng quát được cho bởi công thức UN bằng 3N trừ đi 4. Ý B của chúng ta này, chúng ta sẽ chứng minh UN bằng 3N trừ đi 4. Trước hết các em hãy thấy rằng để chứng minh bằng phương pháp quy nạp thì chúng ta phải thực hiện theo hai bước. Với bước 1, với n bằng 1 chúng ta xem u1 liệu có đúng thỏa mãn cái công thức này hay không. Với n bằng 1 thì theo như công thức ở trên, chúng ta có u1 sẽ bằng 3 nhân với 1 trừ đi 4. Và chúng ta được kết quả là bằng trừ 1, đúng không nào? À, vậy thì nó giống nghệt như u1 ở đề bài cho, u1 bằng trừ 1. Vậy thì với n bằng 1, công thức này là đúng. Suy ra un bằng 3n trừ 4, đúng. Nhưng các em lưu ý là đúng với n bằng 1 thôi nhé. Bây giờ bước thứ 2, ta sẽ giả sử rằng n bằng k thì công thức này vẫn đúng, tức là uk của chúng ta sẽ bằng 3k trừ đi 4. Được chưa nào? Và với cái việc giả sử đúng đến số k, đúng với số n bằng k, thì bây giờ ta sẽ phải chứng minh, ta sẽ chứng minh với n bằng k cộng 1 cũng đúng. Tức là UK cộng 1 cũng thỏa mãn công thức này. Đó chính là UK cộng 1 sẽ bằng 3 nhân với K cộng 1 trừ đi 4. Đúng không nào? À, vậy thì chúng ta sẽ phải chứng minh cái điều này nhé. Tôi sẽ tiếp tục trình bày sang về bên này của bảng này. Các em cùng xem, chúng ta sẽ phải chứng minh UK cộng 1 bằng 3 nhân với K cộng 1 trừ đi 4. À, vậy chúng ta cùng xem theo đề bài thì UK cộng 1 sẽ bằng gì nhá? Theo đề thì UK cộng 1 sẽ bằng số hạng trước đó cộng với 3, tức là bằng UK cộng với 3. Là bởi vì dãy số của chúng ta đang cho bởi phương pháp truy hồi, đúng không nào? À, nhưng theo giả thiết quy nạp, chúng ta lại có UK thì bằng 3K trừ đi 4. Chúng ta sẽ có này, 3K trừ đi 4 cộng với 3. Ở đây là theo giả thiết quy nạp nhé. Được chưa nào? Và chúng ta cùng xem cái biểu thức này là gì. 3K trừ đi 4 cộng với 3. Nếu như thầy nhóm 3K với 3 thì có phải là sẽ có 3 là nhân tử chung, đúng không nào? 3 nhân với k cộng 1, còn trừ đi 4 thì vẫn giữ nguyên. À,
Vậy thì chúng ta đã có, đây chính là điều chúng ta phải chứng minh ở trong bước quy nạp. Đúng không nào? À, vậy thì đến đây chúng ta sẽ có một kết luận. Vậy số hạng tổng quát của dãy số thì viết tắt nhé, là UN bằng 3N trừ đi 4 mà chúng ta đã chứng minh được bởi phương pháp quy nạp. Các em thấy rằng là như phần định nghĩa của dãy số và dãy số hữu hạn thì dãy số thực chất là hàm số, nhưng chúng ta viết các số hạng của nó từ trái sang phải để thành một dãy, đúng không nào? Vậy thì tương tự như hàm số, dãy số nếu như thầy vẽ lên trên một trục thì chúng ta cũng được hình ảnh biểu diễn một dãy số. Nội dung thứ ba của bài đó chính là biểu diễn hình học của một dãy số. Với hai trục của chúng ta sẽ bao gồm một trục là trục số tự nhiên giống như trục x và một trục là trục UN giống như trục y. Đầu tiên này, cho dãy số UN với UN thỏa mãn một biểu thức như thế này thì biểu diễn hình học của nó sẽ là như thế nào? Thì các em thấy rằng là gì? À, dãy số của chúng ta sẽ bao gồm U1, U2, vân vân đến vô hạn, đúng không nào? Vậy thì chúng ta chỉ việc xác định từng cái số hạng đó một, sau đó vẽ nó lên trên một trục số như thế này, thì đây chính là biểu diễn hình học của dãy số. Đầu tiên với U1, các em thấy rằng với N mà bằng 1, thay vào thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 2, đúng không nào? U1 của chúng ta là bằng 2. Thế còn đối với N bằng 2 thì chúng ta cùng xem nhé. Với N bằng 2 này, 2 cộng 1 là 3, chia cho 2 thì U2 của chúng ta sẽ chính bằng 3/2. Tương tự như thế với N bằng 3 thì chúng ta sẽ tính được U3 bằng 4/3, và với N bằng 4 thì chúng ta tính được U4 là bằng 5/4. Thì các em thấy rằng hình ảnh để biểu diễn dãy số như thế này nó khá là giống với hàm số, đúng không nào? Nhưng dãy số của chúng ta thì sắp xếp từ trái sang phải. À, vậy nên ấy, thực chất người ta cũng không sử dụng cái cách này để biểu diễn cho dãy số nhiều đâu, mà đơn thuần người ta chỉ biểu diễn các số hạng của dãy số lên trên một trục số cho đơn giản và dễ hiểu, là bởi vì cái trục này nó không cần thiết lắm. N bằng 1, 2, 3, 4, vân 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 vân. Ta thường biểu diễn một dãy số lên trên một trục số như thế này. Chỉ cần đây là một trục số, được chưa nào? Trên đây chúng ta sẽ ghi các cái điểm như thế này, và tương ứng với các giá trị này sẽ là các số hạng của dãy số. Ví dụ như U1 như vừa rồi chúng ta tính bằng 2, đúng không nào? Vậy thì đây chính là điểm U1. U2 chúng ta tính được bằng 3/2, đúng không nào? Vậy thì các em nhớ chia đều vào nhé. Thì ở đây chúng ta chính được là bằng U2 bằng 3/2. Tương tự U3 sẽ bằng 4/3 và U4 sẽ bằng 5/4. Thì đây là một cách mà chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng hơn trong cái việc biểu diễn hình học của một dãy số nào đó. Dựa vào phần nội dung biểu diễn hình học của dãy số, chúng ta sẽ rút ra một khái niệm mới liên quan đến dãy số. Các em cùng xem này. Đầu tiên thì ở đây thầy có một trục số. Trên đó thầy sẽ biểu diễn các số hạng của dãy số lên trên đây, với U1, U2, U3, vân vân vân. Sau đó vẫn còn nhé. À, vậy thì ở đây các bạn hãy giúp thầy so sánh về giá trị của U1, U2 và U3. Thì các em thấy rằng là theo chiều từ trái sang phải thì đây là chiều tăng của trục số, đúng không nào? U2 nằm phía bên phải của U1. Thì có phải là U2 sẽ lớn hơn U1 không nào? Tương tự như vậy thì U3 sẽ lớn hơn U2, U4 sẽ lớn hơn U3, cứ vân vân như vậy. Thì các em thấy rằng là với giá trị N càng ngày càng lớn thì chúng ta sẽ được các giá trị của UN cũng lớn theo, đúng không nào? Các em thấy này, sắp xếp nó bắt đầu theo chiều tăng dần của trục số. Vậy nên chúng ta sẽ gọi đây là dãy số tăng. Thế còn ngược lại trên hình ảnh về trục số, chúng ta cùng nhìn về U1, U2, U3. Thì các em thấy rằng U2 nằm ở phía bên tay trái của U1. Hay nói cách khác, U2 nhỏ hơn U1, U3 nhỏ hơn U2.
U4 nhỏ hơn U3, U5 nhỏ hơn U4, vân vân như vậy. Thì có phải là tất cả các số hạng đang càng ngày càng nhỏ đi, đúng không nào? Với n tăng lên thì các số hạng này càng ngày càng nhỏ đi. Khi đó chúng ta sẽ gọi đây là dãy số giảm. Được chưa nào? Vậy thì từ nội dung liên quan đến biểu diễn hình học của một dãy số, chúng ta có hai khái niệm mới bao gồm dãy số tăng và dãy số giảm. Và từ hai đơn vị kiến thức này chúng ta sẽ có thêm một vài dạng bài tập liên quan đến dãy số nhé. Nội dung tiếp theo của bài đó chính là dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn. Trước hết với dãy số tăng và dãy số giảm, như thể vừa trình bày, tổng quát lên chúng ta sẽ có khái niệm như sau. Dãy số UN được gọi là dãy số tăng nếu như ta có UN cộng 1 lớn hơn UN. Tức là gì nhỉ? U2 lớn hơn U1 này, U3 lớn hơn U2 này, U4 lớn hơn U3, cứ vân vân như vậy. Thì chúng ta sắp xếp hay biểu diễn lên trên một trục số, chúng ta sẽ thấy rằng dãy số đó đang liên tục tăng dần, đúng không nào? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có dãy số UN được gọi là dãy số giảm nếu như UN cộng 1 nhỏ hơn UN với mọi N thuộc vào tập hợp số tự nhiên N sao. Thì các em thấy rằng ở đây tức là gì? U2 nhỏ hơn U1 này, U3 nhỏ hơn U2, U4 nhỏ hơn U3, U5 nhỏ hơn U4, cứ vân vân như vậy. Thì chúng ta sẽ biểu diễn lên trên một trục số, chúng ta thấy rằng được dãy số này đang càng ngày càng giảm, đúng không nào? À, vậy thì dựa vào hai nội dung kiến thức này, các em lưu ý UN cộng 1 mà lớn hơn UN thì dãy số đó là dãy số tăng, còn UN cộng 1 mà nhỏ hơn UN thì dãy số đó là dãy số giảm nhé. Và dựa vào hai cái phần này, chúng ta có thể chứng minh được một dãy số là tăng hay là giảm. Để xét xem được là dãy số đó là tăng hay là giảm thì như thầy vừa trình bày, chúng ta phải so sánh UN cộng 1 với UN, đúng không nào? Nếu như UN cộng 1 mà lớn hơn UN thì dãy số đó là dãy số tăng, còn nếu như UN cộng 1 mà nhỏ hơn UN thì dãy số đó là dãy số giảm. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cách để chứng minh dãy số tăng và dãy số giảm, đó chính là xét hiệu. Lấy UN cộng 1 trừ đi UN, nếu như dương thì UN cộng 1 lớn hơn UN, còn nếu như âm thì UN cộng 1 nhỏ hơn UN, đúng không nào? Chúng ta sẽ xét hiệu, đó chính là UN cộng 1 trừ đi UN. Sẽ có hai trường hợp ở đây, đó chính là nếu như kết quả này là lớn hơn 0, tức là UN cộng 1 trừ đi UN lớn hơn 0, hay nói cách khác UN cộng 1 lớn hơn UN, đúng không nào? Vậy nên ở đây chúng ta sẽ nói dãy số tăng thì thầy sẽ sử dụng mũi tên đi lên như thế này nhé, cho đơn giản. Trường hợp thứ hai của chúng ta đó chính là nhỏ hơn 0, thì chúng ta thấy rằng UN cộng 1 nhỏ hơn UN, hay nói cách khác dãy số của chúng ta là dãy số giảm, đúng không nào? Thì đây là một cách để xét xem tính tăng giảm của một dãy số. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta sẽ xét thương, bao gồm chúng ta sẽ lấy UN cộng 1 chia cho UN. À, các em cùng xem. Xét thương thì chúng ta sẽ so sánh cái kết quả này với 1. Nếu như chúng ta được kết quả là một số lớn hơn 1 thì các em thấy rằng UN cộng 1 mà chia cho UN ra một số lớn hơn 1 ấy, thì có phải là tử lớn hơn mẫu chưa nào? À, tử lớn hơn mẫu tức là UN cộng 1 lớn hơn UN, hay nói cách khác dãy số của chúng ta là dãy số tăng. Còn nếu như cái thương này mà nhỏ hơn 1, hay nói cách khác là tử sẽ nhỏ hơn mẫu. Tử nhỏ hơn mẫu thì kết quả thương này mới nhỏ hơn 1 được, đúng không nào? À, khi đó UN cộng 1 sẽ nhỏ hơn UN, hay nói cách khác chúng ta được dãy số này là dãy số giảm. À, vậy thì các em thấy rằng là nội dung liên quan đến việc so sánh hai số này chúng ta đã học ở các nội dung trước đó rồi, các lớp thấp hơn rồi. Ở đây thì chỉ nhắc lại các cách để xem số nào lớn hơn số nào thôi, với hai cách chính là xét hiệu và xét thương. Ví dụ số 8 của chúng ta ở đây là chính là xét tính tăng giảm của dãy số. Với ý A, ý B và ý C thì như thầy vừa trình bày có hai cách để xét tính tăng giảm, đúng không? Các em sử dụng cách nào cũng được,
nếu như không sử dụng được cách này thì chúng ta sẽ sử dụng cách kia để chứng minh. Đối với IA nhé, trước hết muốn sử dụng hai cách thì các em đầu tiên phải tính được UN cộng 1 là gì đã. UN cộng 1, các em thấy rằng UN cộng 1 thay vì là UN đúng không nào? Tức là chỗ nào có N các em thay hết thành N cộng 1 giúp thầy. Thì khi đó chúng ta sẽ được UN cộng 1 chính là 1 phần N cộng 1 trừ đi 2. Khi này chúng ta sẽ xét hiệu đúng không nào? Ví dụ ở đây thầy chọn đó chính là cách xét hiệu nhé. Xét UN cộng 1 trừ đi UN. Và chúng ta sẽ xem bằng gì? 1 phần N cộng 1 trừ đi 2 trừ đi một biểu thức, các em nhớ đóng ngoặc lại này, đóng mở ngoặc lại. UN là 1 trên N trừ 2. Rút gọn biểu thức này lại một chút sẽ giúp chúng ta dễ làm hơn. Trừ 2 trừ 1 trên N cộng 2, hay là cách khác chúng ta sẽ được kết quả là trừ 2 cộng 2 là hết này. 1 phần N cộng 1 trừ đi 1 trên N sẽ bằng lớn hơn không hay nhỏ hơn không đây? Các em thấy rằng hai số này là hai số có cùng tử số, nhưng mẫu của thằng này lớn hơn. Do đó cả phân số này sẽ nhỏ hơn phân số này. Hoặc là chúng ta có thể quy đồng để có thể dễ dàng hơn trong việc xét xem nó dương hay nó âm. Quy đồng lên nhá, thì ở đây sẽ là N này trừ đi N cộng 1, thì thầy viết luôn là trừ N trừ 1 nhé. Và chúng ta sẽ chia cho mẫu thức chung, đó chính là N nhân N cộng 1. Và tính lại một lần nữa thì chúng ta sẽ có này, N trừ N là hết. Và trên tử còn trừ 1 đúng không nào? Phần N nhân N cộng 1. Thì các em thấy rằng đây là một số dương hay một số âm? Âm 1 là một số âm này. Còn mẫu chắc chắn là một số dương rồi, tại vì đây là một số tự nhiên nhân với một số tự nhiên. Do đó kết quả được chúng ta sẽ đây là nhỏ hơn 0. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ đến một kết luận, đó chính là suy ra UN cộng 1 trừ đi UN là nhỏ hơn 0, hay UN cộng 1 là nhỏ hơn UN. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ nói UN là dãy số giảm được không nào? Vậy UN là dãy số giảm. Chúng ta cùng tiếp tục đến với ý B của bài, đó chính là UN bằng 3 chia cho 3 mũ N. Thầy sẽ viết lại đề bài nhé. UN bằng 3 chia cho 3 mũ N. Giống như IA, trước hết chúng ta phải xác định xem UN cộng 1 là gì. UN cộng 1 của chúng ta sẽ bằng 3 phần 3N cộng 1. Chỗ nào có N thay hết thành N cộng 1. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp như vừa rồi thầy trình bày để xét xem UN cộng 1 lớn hơn hay nhỏ hơn UN. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó chính là xét thương. Là bởi vì nếu như xét hiệu thì cũng được thôi, nhưng các em thấy rằng ở đây các số hạng của dãy số của chúng ta có dạng là 3 mũ N. Vậy nên nếu như chia xong thì chúng ta có thể rút gọn được 3 mũ N cộng 1 với 3 mũ N. Khi đó phương pháp xét thương sẽ là hữu ích hơn. Vậy thì ở đây chúng ta cùng xét này. UN cộng 1 chia cho UN. Hay nói tóm lại, khi nào các em thấy rằng trong số hạng của chúng ta có dạng kiểu mũ ấy, 3 mũ N này hay là 2 mũ N này, thì chúng ta thường là sử dụng xét thương. Thì ở đây chúng ta sẽ có này là 3 chia cho 3 mũ N cộng 1. Xét thương hay nói cách khác chính là chia đúng không nào? Chia thì thầy viết luôn thành nhân nghịch đảo nhé. Đó chính là nhân với 3 mũ N trên 3. À, ở đây xét thương là bởi vì 3 này với 3 này sẽ rút gọn với nhau. 3 mũ N cộng 1 và 3 mũ N sẽ rút gọn được với nhau tiếp. Các em lưu ý này, 3 mũ N cộng 1 thì bằng 3 mũ N nhân với 3. Vậy thì có phải là 3 mũ N này với 3 mũ N này sẽ rút gọn đúng không nào? Và cuối cùng thì chúng ta chỉ được kết quả là bằng 1 phần 3 thôi. Đây là một con số như thế nào? 1 phần 3 là một số nhỏ hơn 1. Do đó chúng ta lại có thể suy ra UN cộng 1 chia cho UN
là nhỏ hơn 1. Hay một phân số nhỏ hơn 1 khi và chỉ khi tử nhỏ hơn mẫu. Hay UN cộng 1 là nhỏ hơn UN. Được chưa nào? UN cộng 1 mà nhỏ hơn UN thì chúng ta lại tiếp tục có đây là UN là dãy số giảm. Thầy viết tắt từ dãy số nhé. À, vậy thì đối với ý A thì chúng ta sử dụng phương pháp đó chính là xét hiệu để xem cái nào dương, cái nào âm. Còn ở ý B thì thầy sử dụng là xét thương để xem thương đó là lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Và dựa vào các kết quả đó thì chúng ta sẽ đưa đến kết luận đó chính là dãy số là tăng hoặc là giảm nhé. Chúng ta cùng xem đối với ý C của bài. Thì ý C này nó khá là đặc biệt một chút nhé. Ý C này, UN, thầy viết lại đề bài nhé, bằng trừ 1 mũ N nhân với 2 mũ N cộng 1. Các em lưu ý cho thầy tất cả các dãy số mà có sự xuất hiện của thằng này. Bây giờ chúng ta cùng tính thử ra xem dãy số này là tăng hay giảm nhé. U1 bằng trừ 1 mũ 1 nhân với 2 mũ 1 cộng 1. Ở đây chúng ta được kết quả bằng gì? Trong ngoặc này là bằng 3 này, nhân với trừ 1 chúng ta được kết quả là bằng trừ 3. U2 bằng trừ 1 mũ 2 nhân với 2 mũ 2 cộng với 1. Trong ngoặc này chúng ta được kết quả là 5. Bên ngoài thì trừ 1 mũ 2 thì là 1 rồi. Vậy chúng ta được kết quả là bằng 5. À thì các em thấy rằng U2 lớn hơn U1. U2 lớn hơn U1 thì tưởng chừng như dãy số này là dãy số tăng. Nhưng chúng ta lại phải xem tiếp nhé. U3 này, U3 thì bằng trừ 1 mũ 3 nhân với 2 mũ 3 cộng 1. 2 mũ 3 cộng 1 thì được kết quả là bằng 9. 9 nhân với trừ 1 mũ 3 thì là trừ 1. Rồi chúng ta lại được kết quả lại là trừ 9. À, dãy số này nó đang là trừ 3, nó tăng lên 5 rồi, nó lại giảm xuống trừ 9. Rồi tiếp tục các em có thể tính tiếp, ví dụ như U4 chẳng hạn. Nó sẽ bằng trừ 1 mũ 4 nhân với 2 mũ 4 cộng 1. 2 mũ 4 của chúng ta được kết quả là bằng 16, cộng với 1 là 17. 17 nhân với trừ 1 mũ 4 thì là 1 thôi, đúng không nào? Hay nói khác, kết quả ở đây là bằng 17. À, từ âm 3 tăng lên 5 rồi lại giảm xuống âm 9 rồi lại tăng lên 17. Cứ tiếp tục như vậy nó lại giảm vừa tăng. À, thì UN của chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một kết luận, đây là dãy số không tăng, không giảm. Và lưu ý cho thầy, với dãy số mà có sự xuất hiện của trừ 1 mũ N hay trừ 2 mũ N hay trừ A mũ N thì thường sẽ là các dãy số không tăng, không giảm. Vậy thì từ ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ có một nhận xét như thế này. Lưu ý giúp thầy nhé, không phải mọi dãy đều tăng hoặc là giảm. Sẽ có những dãy không tăng, không giảm, ví dụ như ý C vừa rồi. Hay ví dụ như UN của chúng ta là trừ 1 mũ N. U1 bằng trừ 1, U2 bằng 1, U3 lại bằng trừ 1. Thì những dãy số như thế này chúng ta sẽ gọi đây là dãy không tăng và cũng không giảm nhé. Chúng ta cùng đến với nội dung cuối cùng của bài, đó chính là dãy số bị chặn. Thì trước hết thầy có một ví dụ như thế này để mở bài nhé. Đó chính là N chia cho N bình cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2 và N bình cộng 1 chia cho 2N lớn hơn hoặc bằng 1. Hãy chứng minh hai đẳng thức này với mọi N thuộc vào N sao nhé. À, vậy thì bây giờ chúng ta cùng chứng minh với đẳng thức đầu tiên. Với N thuộc vào tập hợp số tự nhiên N sao, chúng ta sẽ chứng minh N chia cho N bình cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2. À, các em lưu ý cho thầy, ở đây làm thế nào để chúng ta chứng minh được một phân số là nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2? Với yêu cầu đó chính là cho N là các số tự nhiên khác không rồi. À, vậy thì nếu như ở đây thầy áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số là N mũ 2 và 1, thì khi đó chúng ta sẽ có được điều gì? Theo bất đẳng thức Cauchy sẽ là N mũ 2 cộng với 1 lớn hơn hoặc bằng này
A cộng với B lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn AB. Với A và B là các số không âm, thì N và 1 đều là các số tự nhiên không âm rồi đúng không nào? À, vậy thì ở đây chúng ta cùng xem N bình phương cộng 1 lớn hơn hoặc bằng mấy nhé. Lớn hơn hoặc bằng 2 căn N bình, tức là 2N đúng không nào? À, vậy thì chúng ta có N bình phương cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 2N. Rồi tiếp tục dựa vào thông tin này, thầy có thể suy ra một điều, đó chính là 1 trên N bình phương cộng với 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2 2N đúng không nào? À, là bởi vì thầy đang nghịch đảo cái đẳng thức của chúng ta. Nếu như N bình phương cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 2N thì 1 trên kết quả đó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2N. Lưu ý cho thầy nhé, là thầy đảo chiều lại của bất đẳng thức rồi này. Các em thấy rằng là đến đây thầy đã có khá là giống với cái biểu thức rồi. Bây giờ nó không phải là 1 trên mà là N chia cho N bình cộng 1 đúng không nào? Vậy thì vì N là một số lớn hơn 0, do đó thầy sẽ nhân với cả hai vế của bất đẳng thức. Khi đó bất đẳng thức sẽ không đổi chiều đúng không nào? Tiếp tục chúng ta sẽ có suy ra N chia cho N bình phương cộng 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng N chia cho 2N. Ở đây là vì N lớn hơn 0. Đúng không nào? Tiếp tục này, chúng ta sẽ có là chính là N chia cho N bình phương cộng với 1. Các em thấy này, N phần 2N thì N và N tử và N mẫu có thể rút gọn được với nhau. Và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 1 phần 2. À, vậy thì ở đây dựa vào bất đẳng thức Cauchy, chúng ta có thể chứng minh được đẳng thức như ở đề bài yêu cầu, đó chính là N chia cho N bình cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Với dấu bằng xảy ra khi nào nhỉ? Với dấu bằng xảy ra khi N bình bằng 1, hay nói cách khác khi N bằng 1 đúng không nào? Nhưng ở đây tóm lại là chúng ta đã chứng minh được đẳng thức như ở đề bài yêu cầu. Tương tự như vậy, với N bình cộng với 1 chia cho 2N lớn hơn hoặc bằng 1, các em cũng có thể tự chứng minh được đẳng thức này nhé. Dựa vào kết quả này, các em thấy rằng mọi số N thuộc về N sao, chúng ta luôn có N chia cho N bình phương cộng với 1 nhỏ hơn hoặc bằng 2. Vậy khi này, thầy xét một dãy số UN với UN được cho bởi công thức N chia cho N bình phương cộng 1. Thì các em thấy rằng khi mà biểu diễn dãy số này lên trên trục số, với điểm này là điểm 1 phần 2, thì mọi giá trị, mọi số hạng của dãy số UN này luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1 phần 2 với mọi N là các số tự nhiên khác không đúng không nào? Thì UN sẽ nằm hoàn toàn ở phía bên tay trái của 1 phần 2. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ sử dụng một thuật ngữ mới, đó chính là dãy số UN này là bị chặn trên bởi 1 phần 2. Các em cùng nhìn này, tức là đây là các giá trị của UN nhé. Đấy chưa nào? Nó bị chặn lại, không thể vượt quá được cái 1 phần 2 này. Thì ta sẽ gọi đây là chặn, dãy số UN bị chặn trên bởi 1 phần 2. Thế còn nếu như bị chặn ở đoạn sau này thì sao? Thì chúng ta sẽ gọi nó là bị chặn dưới thôi, được không nào? Và nếu như một dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, thì chúng ta sẽ gọi đó là dãy số bị chặn. Từ phần nội dung phân tích vừa rồi, chúng ta sẽ có một phần khái niệm mới, đó chính là dãy số bị chặn. Đầu tiên có thể kể đến đó chính là dãy số UN được gọi là bị chặn trên nếu như tồn tại một số M sao cho UN luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng điểm M với mọi N thuộc vào N sao. Giống như phần ví dụ thầy đã trình bày đúng không nào? Toàn bộ UN đều nằm ở phía bên tay trái của điểm M lớn. Khi đó chúng ta sẽ nói dãy số UN là bị chặn trên nhé. Tương tự như vậy với dãy số UN được gọi là bị chặn dưới nếu như tồn tại một số M nhỏ sao cho UN lớn hơn hoặc bằng điểm M nhỏ đấy, với mọi N thuộc vào N sao. Và cuối cùng, nếu như dãy số vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, khi đó chúng ta sẽ nói dãy số UN được gọi là bị chặn nếu như nó vừa bị chặn trên và vừa bị chặn dưới. Tức là như thế nào? Tức là
tồn tại hai số m nhỏ và m lớn, sao cho m nhỏ nhỏ hơn hoặc bằng un nhỏ hơn hoặc bằng m lớn với mọi n là các số tự nhiên. Ví dụ như thế nào nhé? Thì ở đây thì có một ví dụ. Dãy số Fibonacci bị chặn dưới vì un lớn hơn hoặc bằng 1 với mọi n thuộc vào n sao. Chúng ta chỉ cần tìm ra một số để sao cho dãy số đó lớn hơn hoặc bằng số đấy hoặc nhỏ hơn hoặc bằng số đó, thì chúng ta sẽ gọi nó là bị chặn trên hay bị chặn dưới theo như phần định nghĩa thầy vừa trình bày, được không nào? Dãy Fibonacci của chúng ta bao gồm các số hạng là gì? 1, 2, 3, 5, 8, vân vân. Nó thỏa mãn một quy tắc, đó chính là cứ số liền sau thì bằng tổng của hai số liền trước. Vậy thì có phải là dãy Fibonacci này cứ liên tục tăng lên, đúng không nào? Với số hạng đầu tiên của nó là 1, do đó un lớn hơn bằng 1 với mọi n thuộc vào n sao. Bài tập nội dung cuối cùng liên quan đến dãy số bị chặn, ở đây có ví dụ số 10, các em cùng xem này. Trong các dãy số un, dãy số nào bị chặn trên, dãy số nào bị chặn dưới và dãy số nào bị chặn? Ở đây chúng ta với 4 ý ABCD thì chúng ta cùng thầy sẽ hướng dẫn các em trình bày và làm các bài tập này nhé. Thì các em hãy lưu ý rằng đối với nội dung liên quan đến dãy số thì n của chúng ta đều là các số tự nhiên thuộc vào tập hợp n sao, tức là n lớn hơn hoặc bằng 1 nhé. Lưu ý cho thầy phần đó rất là quan trọng này. N lớn hơn hoặc bằng 1. Về đối với IA, các em cùng xem giải bài tập này. Đối với IA, vì n lớn hơn hoặc bằng 1, thầy sẽ từ cái điều kiện này biến đổi sang cho nó giống hệt UN. Trước hết UN của chúng ta có n bình, vậy nên thầy cũng sẽ bình phương hai vế. Hay nói cách khác, suy ra n mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 1 mũ 2 vẫn là 1, đúng không nào? Bây giờ các em thấy rằng là gì? Chỗ UN này phải là 2 nhân với n mũ 2, đúng không nào? Vậy nên thầy sẽ nhân 2 với cả hai vế vì 2 là một số dương, do đó bất đẳng thức không hề đổi chiều, đúng không nào? Tương đương với việc 2n mũ 2 lớn hơn hoặc bằng 2. Được chưa nào? Thầy biến đổi như thế này, các em thấy này. Từ điều kiện đầu tiên đó chính là n lớn hơn hoặc bằng 1. Thầy biến đổi để sao cho nó giống hệt với UN là được. Đầu tiên nó đang có 2n mũ 2 rồi. Bây giờ chỉ cần trừ đi 1 là nó sẽ giống hệt UN, được không nào? Vậy thì thầy sẽ trừ cả hai vế với 1. Tương đương với việc là 2n mũ 2 trừ đi 1 lớn hơn hoặc bằng 2 trừ đi 1. Các em nhớ nhá, các em làm gì với vế nào thì vế còn lại các em cũng phải làm tương tự như vậy. Đầu tiên bình phương n lên thì cũng phải bình phương cả 1 nữa. Nhân 2 vào hạ và n bình phương thì cũng phải nhân 2 vào 1. Trừ đi 1 ở 2n mũ 2 thì cũng phải trừ đi 1 ở 2. Được chưa nào? Hay nói cách khác, phải tác động vào cả hai vế của bất đẳng thức. Và cuối cùng thì ở đây chúng ta sẽ có được một điều, đó chính là 2n mũ 2 trừ đi 1 chính là UN, đúng không nào? Và lớn hơn hoặc bằng mấy đấy? 2 trừ 1 thì là bằng 1. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một kết luận, đó chính là dãy số UN bị chặn dưới bởi 1. Vậy dãy số UN bị chặn dưới chúng ta chỉ cần trả lời là bị chặn dưới thôi cũng được. Và các em thấy rằng cái phần biến đổi này không nhất thiết là chúng ta phải kiểm tra xem dấu băng xảy ra tại điểm nào nhé. Và ở đây thầy sẽ phân tích thêm về biểu diễn nó lên trên trục số và tại sao nó lại được gọi là bị chặn dưới. Các em thấy rằng đây là điểm 1. Toàn bộ UN đều lớn hơn hoặc bằng 1. Không có cái giá trị nào nằm ở đằng sau của 1 cả. Thì có phải là cái trừ 1 này này, nó như kiểu một cánh cửa chặn đằng sau của cái UN này không nào? Đấy là lý do vì sao chúng ta sẽ gọi dãy số này là dãy số bị chặn dưới. Và cụ thể hơn sẽ là bị chặn dưới bởi 1. Tương tự như thế với ý B và ý C. Ý B này, thầy sẽ trình bày nhanh nhá. Vì n lớn hơn hoặc bằng 1,
Do đó, n cộng 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Tương đương với việc là n cộng với 2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 3. Đúng không nào? Thế cộng 2 và cả hai vế thì 1 cộng 2 có phải bằng 3 chưa nào? À, rồi, các em thấy rằng biểu thức ở UN của chúng ta chính là 1 trên n nhân n cộng 2 đúng không nào? À, vậy thì bây giờ để xuất hiện n nhân n cộng 2, thầy sẽ lấy n cộng n lớn hơn 1 nhân với 2n cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 3. Ta có này, suy ra n nhân với n cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 1 nhân với 3 là bởi vì các vế của chúng ta đều là các số dương rồi. N là số dương này, n cộng 2 cũng là số dương này, 1 là số dương và 3 cũng là số dương. Do đó thầy nhân hai bất đẳng thức này lại với nhau là hoàn toàn có thể. Được chưa nào? Khi này thì có phải là chúng ta đang có được là n nhân với n cộng 2 là lớn hơn hoặc bằng 3 chưa nào? Nhưng các em thấy rằng là n nhân n cộng 2 ở dưới mẫu cơ. Được không? Vậy nên ấy, thầy phải nghịch đảo cái phần này lên. 1 trên n nhân n cộng 2 và nghịch đảo cả 3 nữa, tức là 1/3. Nhưng khi mà nghịch đảo, dấu này sẽ biến thành dấu gì? À, dấu này sẽ biến thành nhỏ hơn hoặc bằng. Được chưa nào? À, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có UN tương đương với việc đây chính là UN nhỏ hơn hoặc bằng 1/3, đúng không nào? À, vậy thì chúng ta sẽ kết luận đó chính là dãy số ở ý B là một dãy số bị chặn trên. Vậy UN là dãy số, thầy viết tắt từ dãy số nhé, bị chặn trên. Các em thấy rằng đối với ý C thì giống như ý A và ý B, thì các em hãy tự làm và để lại dưới phần bình luận để xem ý C của chúng ta là dãy số tăng, à thầy xin lỗi, là dãy số bị chặn trên hay bị chặn dưới nhé. Còn ở đây thầy sẽ cùng các em làm gì ý D. Các nội dung liên quan đến lượng giác thì các em phải nhớ cho thầy một điều, đó chính là trừ 1 luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng sin của n và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Tương tự như thế với cos, trừ 1 cũng nhỏ hơn hoặc bằng cos của n và nhỏ hơn hoặc bằng 1. Ở đây là với mọi n thuộc vào n sao. Nhưng ở đây các em thấy rằng UN của chúng ta là sin n cộng với cos n. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào mà lấy bất đẳng thức này cộng với bất đẳng thức bên dưới được, là bởi vì ở bất đẳng thức này có một số âm. Vậy nên chúng ta sẽ không thể cộng tương ứng được, mà chúng ta sẽ phải biến được sin n cộng với cos n nhé. UN bằng sin n cộng với cos của n. Thì các em thấy rằng đây chính là nội dung mà chương 1 chúng ta đã học, phương trình bậc nhất đối với sin và cos. Thì chúng ta sẽ rút ra đó chính là căn của A mũ 2 cộng B mũ 2, với A và B ở đây đều bằng 1, đúng không nào? Hay nói cách khác, căn của A mũ 2 cộng với B mũ 2 chính là bằng căn 2 ở ví dụ này. Vậy nên thầy sẽ rút ra căn 2 nhé. Bên trong sẽ là 1/căn 2 nhân với sin của N cộng với 1/căn 2 nhân với cos của N. Được chưa nào? Còn bên trong này chúng ta sẽ sử dụng công thức cộng để biến nó thành về một hàm số lượng giác thôi. Đó chính là bằng căn 2 nhân với sin n. Được chưa nào? 1/căn 2 thì sẽ biến nó thành cos của pi trên 4 cộng với cos n nhân với 1/căn 2 thì sẽ biến nó thành sin của pi trên 4. Các em lưu ý nhé, chỗ này em thích biến thành sin n nhân với sin của pi trên 4 cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Cos n nhân với cos của pi trên 4 cũng được, miễn là các em ra được, sử dụng được công thức cộng để biến nó thành về một hàm số lượng giác là được nhé. Bằng căn 2, các em thấy này, sin cos cộng với cos sin chính là công thức sin của A cộng với B, đúng không nào? À, vậy thì chúng ta sẽ có đây chính bằng sin của n cộng với pi trên 4. À, vậy thì chúng ta đã biến đổi sao cho dãy số UN này chỉ phụ thuộc vào một hàm số lượng giác thôi, đúng không nào? Thầy sẽ tiếp tục trình bày sang về bên này nhé. Thì các em hãy nhớ rằng dãy số UN của chúng ta đang bằng
căn 2. Thầy sẽ viết lại sang phía bên này này. Căn 2 nhân với sin của n cộng với pi trên 4. Để đánh giá thì chúng ta thấy rằng là hàm sin luôn luôn nhận giá trị từ trừ 1 đến 1. Không cần biết góc ở đây là gì. Cứ là sin thì nó sẽ luôn luôn lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Do đó chúng ta sẽ có trừ 1 nhỏ hơn bằng sin của n cộng pi trên 4 nhỏ hơn bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi điều này giống hệt như un, tức là có nhân thêm với căn 2 đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ nhân cả ba vế này với căn 2, tương đương với trừ căn 2 nhỏ hơn hoặc bằng căn 2 sin của n cộng pi trên 4 và nhỏ hơn hoặc bằng căn 2. À, vậy thì ở đây chúng ta cùng xem nhé. Ở giữa chính là un đúng không nào? Nhỏ hơn hoặc bằng un nhỏ hơn hoặc bằng căn 2. Vậy là gì nhỉ? Vừa tồn tại một số m nhỏ để sao cho un lớn hơn hoặc bằng m nhỏ. Vừa tồn tại một số m lớn sao cho un nhỏ hơn hoặc bằng m lớn. Vậy thì có phải là dãy số của chúng ta vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới, hay nói cách khác, un là một dãy số bị chặn. Vậy un là dãy số, thầy viết tắt này, bị chặn. Các em nhớ này, khi viết là bị chặn thì phải tự hiểu là vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có một kết luận, đó chính là vậy un là dãy số bị chặn. Các em lưu ý này, khi nói đến một dãy số bị chặn, tức là dãy số đó đã vừa bị chặn trên và bị vừa bị chặn dưới rồi, chúng ta chỉ cần viết ngắn gọn là dãy số bị chặn thôi. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.